Xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái thiệp trái tim ẩn và hiện như lúc nãy. Để làm được cái thiệp này thì bạn phải thật là tỉ mỉ, cắt chính xác đến từng nét cắt. Nếu bạn cắt lệch một tí thì trái tim khi hiện nó sẽ bị lệch hình rất là xấu. Mình đã vẽ sẵn kích thước nên các bạn có thể vẽ lại trên Photoshop rồi in nó ra và cắt. Bây giờ bạn chuẩn bị cho mình tờ bìa kích thước 20x10cm và vẽ lại cái hình như lúc nãy. Vùng gạch chéo là vùng mình sẽ cắt bỏ nó đi. Hai đường gạch dưới là hai nút thắt quan trọng nhất trong cái thiệp này. Để biết nó quan trọng như thế nào thì bạn hãy tiếp tục theo dõi video của mình nhé.